Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi. Tác giả Quốc Miêu Kaka. Chương 16. Sự ấm áp của anh ấy. Dương Gia Lập bị đánh đến cả gương mặt bị lệch đi, trên mặt nóng lên rát đau, lỗ tai kêu to ong ong. Đám người xung quanh xem náo nhiệt, vốn dĩ còn có chút ồn ào, nhìn thấy Nhiếp Duẩn tự mình ra tay dạy dỗ người ta thì chỉ một thoáng đã trở nên im phăng phắc. Tất cả đều trợn tròn mắt không dám lên tiếng. Nhiếp Duẩn là đại lưu lượng, vinh quang tột đỉnh, phía sau lại còn có thế lực chống lưng, tên tuổi lớn mới dám thể hiện. Mọi người nhìn thấy Dương Gia Lập bị đánh cho tối tăm mặt mày, âm thầm cảm khái. Chọc phải Nhiếp Duẩn, e rằng thằng nhóc này khó mà lăn lộn trong cái giới này nữa rồi. Ánh mắt Nhiếp Duẩn vừa bình tĩnh mà lại cao ngạo nhìn Dương Gia Lập. Cái tát này đánh ra, sắc mặt hắn không có một chút biến đổi, dường như đối với hắn mà nói, dạy bảo cái thứ người mới không biết tôn trọng, dám mạo phạm tiền bối như vậy là hết sức bình thường, là chuyện đương nhiên. Dương Gia Lập thông thả lấy lại sức, từ từ ngẩng đầu lên. Ánh mắt cậu trở nên mạnh mẽ, ác liệt, thoáng chốc trông giống như một con sói con đầu đàn. Anh rạ tay đánh người? Cái này không phải là đánh cậu, là dạy dỗ cậu, Nhiếp Duẩn nhàn nhạt nói. Dạy cậu đạo lý khi lăn lộn trong cái giới này. Dương Gia Lập dùng tay lau khóe môi, lửa giận trong lòng càng thêm dữ dội. Cậu nhìn Nhiếp Duẩn kia, thấy ánh mắt thì kiêu căng, thái độ thì hờ hững, liền siết chặt nắm tay, không nhịn xuống được, cất giọng chửi thề, giơ lên nắm đấm muốn bất chấp mà đánh trả. Tình cảnh trở nên hỗn loạn cả lên. Trong lúc lộn xộn, có người vọt vào trong đám người, ra sức mà tách người quản lý cùng Dương Gia Lập ra. Dương Gia Lập vừa đứng vững, liền nhìn thấy là một người đàn ông trung niên, hơi béo, trên cổ đeo thẻ công tác. Trên thẻ ghi đạo diễn điều hành. Vị đạo diễn điều hành này mặt nghiêm túc, quát. Chuyện gì vậy hả? Lý Đại xem ra vẫn còn bình tĩnh, nói trước khi người quản lý thêm mắm dặm muối, đem sự tình từ đầu tới cuối mà nói một lần, đặc biệt cường điệu sự vô lý của Nhiếp Duẩn trước đó còn ra tay đánh người. Đạo diễn điều hành nghe xong thì chớp chớp mắt, không nói gì. Nhiếp Duẩn vẫn luôn đứng khoanh tay nhìn đạo diễn điều hành, khẽ cười một tiếng. Đạo diễn Trịnh, đã lâu không gặp. Đạo diễn Trịnh nhìn về phía Nhiếp Duẩn, khuôn mặt vốn nghiêm túc trong nháy mắt đã cười như hoa nở, thân thiết mà nói. Nhiếp lão đệ, đã lâu không gặp. Hôm nay cậu có thể đến đây thật là tốt quá, hoan nghênh, hoan nghênh. Nhiếp Duẩn cong cong khóe môi, toàn thân lộ ra phong thái thanh cao phóng khoáng. Hắn liếc mắt nhìn Dương Gia Lập, một vẻ không chút cảm tình. Nói, hôm nay đến đây vốn là rất vui vẻ, đáng tiếc bị ba cái thứ không có mắt làm cho mất cả hứng thú, không muốn diễn tập nữa. Đạo diễn Trịnh sốt ruột. Ai da, vậy không được đâu, Nhiếp lão đệ, cậu đừng có làm khó tôi. Tối nay mà không có cậu, đội hình sẽ tổn thất lớn đó. Cậu yên tâm, chuyện này tôi tuyệt đối xử lý tốt, cậu chỉ cần yên yên ổn ổn mà hóa trang ra diễn tập. Cho tôi một chút mặt mũi có được không? Bây giờ Nhiếp Duẩn mới khẽ gật đầu, ngáp một cái. Được rồi, vậy tôi nể mặt cho đạo diễn Trịnh đây. Tôi mệt rồi, đi nghỉ ngơi trước một lát. Ba tên người mới này, anh xem mà lo liệu đi. Hắn dẫn theo người quản lý vào thẳng trong phòng nghỉ. Trước khi người quản lý đóng cửa, còn nhìn thẳng vào mặt Dương Gia Lập, hận sắc không thành thép mà lắc đầu, tùy tiện mắt. Cái đồ không biết chuyện. Đợi đến lúc cửa vừa đóng lại, đạo diễn Trịnh liền hùng hổ chỉ vào Dương Gia Lập. Ba người mấy cậu, đem đồ đạc lại đây cho tôi. Chờ đến lúc đi đến một hành lang chật chội, đạo diễn Trịnh mới xoay người lại, đá một cái làm ngã lăn chiếc hộp nhỏ dùng để chứa đồ trang điểm của Lý Đại. Hắn khoanh tay, nụ cười lạnh lùng mang theo sự chăm chọc dày đặc. Không đúng. Ba người mấy cậu rút cuộc là lấy ở đâu ra cái sự tự tin mà dám gây gổ với Nhiếp Duẩn vậy? Là không muốn làm việc trong cái giới này nữa à? Dương Gia Lập vừa định lên tiếng, đạo diễn Trịnh đã chỉ vào cậu, mắng. Nhất là cậu á. Còn dám ra tay? Sao không chịu tự lượng sức mình? Cậu là cái thá gì? Còn Nhiếp Duẩn lại là thân phận gì? Hắn bị thương một chút thôi là truyền thông cả nước đều chú ý, có hàng vạn fan hâm mộ đau lòng, sau lưng còn có người chống lưng cho hắn. Còn cậu thì sao? Cậu có người trút giận thay cho cậu hay sao? Cậu có tư cách sao? Dương Gia Lập xoay đầu đi chỗ khác, cười nhạt một tiếng. Đạo diễn Trịnh đẩy đẩy cặp mắt kính, nói,
Đừng có nói là đánh cậu một bạt tay. Cho dù hắn có muốn tro cốt của mẹ cậu, cậu... Vừa nghe đến mấy chữ tro cốt của mẹ cậu, sắc mặt Dương Gia Lập đột nhiên biến đổi. Cậu vươn tay túm chặt lấy cổ áo của đạo diễn Trịnh. Ông nói cái gì? Đạo diễn Trịnh nhíu mày. Làm cái gì? Cậu muốn đánh người nữa hả? Ông nói lại lần nữa. Dương Gia Lập mạnh tay ấn hắn lên tường, ánh mắt hung hãn dường như muốn giết người. Hắn muốn cái gì của mẹ tôi? Đạo diễn Trịnh có chút kinh sợ đến mức lúng túng trước khí thế bùng nổ đột ngột của Dương Gia Lập. Mạnh mẽ mà tránh thoát khỏi sự kìm kẹp của Dương Gia Lập, hắn mặt không đổi sắc mà tách ra xa một chút. Được rồi, tôi không muốn nói chuyện này với cậu. Hắn sửa lại cổ áo nhàu nhĩ, nhưng vẫn phải lấy lại mấy phần mặt mũi, bèn lên giọng dạy dỗ. Nói tóm lại, mấy người cẩn thận một chút cho tôi, đừng có chọc vào người không nên chọc. Từ giờ trở đi, mấy người sẽ không được sử dụng bất cứ một gian phòng nghỉ nào, cũng không có quyền sử dụng phòng hóa trang. Sau khi ra sân khấu diễn tập thì cút đến lối đi chuẩn bị lên sân khấu ở hậu trường ngay cho tôi. Nhớ kỹ bài học lần này. Nói xong, hắn vội bước nhanh chân rời đi. Dương Gia Lập nhìn chằm chằm theo bóng hắn, ánh mắt vô cùng âm u. Lý Nhị kéo Dương Gia Lập ngồi xuống bên lối đi tăm tối. Lý Đại thì lặng lẽ thu dọn lại đạo cụ của bọn họ đã bị dẫm đầy đất. Lý Nhị vỗ vỗ lưng Dương Gia Lập, nhỏ giọng nói. Anh Dương, thực xin lỗi, là do em quá kích động. Chuyện không liên quan đến cậu. Hai tay Dương Gia Lập chống đầu gối, nhìn chằm chằm xuống sàn nhà. Anh Dương, anh đừng nóng giận. Lý Nhị nói. Bọn họ khinh người quá đáng, rồi thế nào? Dương Gia Lập không chờ cậu ta nói xong, đột nhiên đứng lên. Tôi đi vệ sinh. Cậu cúi đầu bước qua lối đi, vào đến phòng vệ sinh gần nhất. Cậu đứng trước bức tường trắng sứ trong phòng vệ sinh, im lặng không một tiếng động. Sau một hồi lâu, bỗng dưng giống như con thú nhỏ bị chọc giận lại không có nơi phát tiết cơn phẫn nộ, liền phát ra một âm thanh gào rống, nắm tay đấm mấy cái lên vách tường trắng sứ. Sau khi trút giận một cách thô bạo, cậu bước đến trước bồn rửa tay, nhìn mình trong gương, tròng mắt đầy tơ máu, nắm tay đấm đến đầm đìa máu tươi. Cậu lấy tay áo lau lau đôi mắt, đưa tay duỗi đến chỗ vòi nước cảm ứng, muốn rửa sạch máu ở trên tay. Bên trong phòng vệ sinh bỗng nhiên có người nam nhân bước ra, đứng chậm rãi rửa tay bên cạnh Dương Gia Lập. Rửa tay xong rồi lau khô, người nam nhân kia bỗng nhiên mở miệng. Giọng nói vừa dễ nghe lại điềm đạm. Làm tổn thương chính bản thân mình cũng không phải là biện pháp tốt để phát tiết cảm xúc. Ngực Dương Gia Lập rung lên, ngẩng đầu lên nhìn. Người nam nhân bên cạnh mặc áo sơ mi trắng phối với chiếc cà vạt màu xanh đen. Trên mũi đeo một cặp mắt kính gọng vàng, khuôn mặt khôi ngô, phong thái ôn hòa nho nhã. Vừa nhìn thấy đã khiến cho lòng người có thiện cảm. Người nam nhân này mỉm cười. Dù thế nào đi nữa, vì người khác mà làm tổn thương chính mình đều là không đáng. Dương Gia Lập nhìn đôi mắt sáng ngời của anh ta, không nói gì, chỉ cúi đầu dùng nước rửa đi vết máu trên tay. Người nam nhân kia thở dài, rời đi. Dương Gia Lập trầm mặc thật lâu trước bồn rửa tay, đợi đến khi trong lòng rốt cuộc bình tĩnh được hơn một chút, không còn mất khống chế cảm xúc nữa, cậu mới xoay người ra khỏi phòng vệ sinh. Vừa mới bước qua khúc cua, liền đụng mặt người nam nhân mới vừa rồi nói chuyện với cậu. Người nam nhân kia hướng tới cậu vẫy tay, mỉm cười ấm áp. Nào, lại đây. Dương Gia Lập có chút phòng bị mà đứng trước mặt anh ta. Người nam nhân không nói gì, lấy ra miếng băng cá nhân hình như mới vừa mua về, cầm lấy tay Dương Gia Lập, động tác cực kỳ nhẹ nhàng từ tốn mà dán lên mấy chỗ miệng vết thương đang rướm máu trên tay cậu. Dương Gia Lập nhìn mấy miếng băng cá nhân ở trên tay kia, vành mắt nóng lên, cúi đầu lên tiếng. Cảm ơn. Không cần khách sáo, người nam nhân nhẹ giọng nói, chỉ là chút chuyện nhỏ mà thôi. Dương Gia Lập cười gượng gạo một cái, hít sâu một hơi, ngửi thấy mùi nước hoa nam nhẹ nhàng ở trên người nam nhân này. Người nam nhân này dán băng cá nhân cho Dương Gia Lập xong rồi, liền ném rác vào trong thùng. Anh ta nhẹ nhàng thở dài, nói. Người ghét cậu sẽ không vì cậu bị thương mà hối hận. Người sẽ vì cậu mà đau lòng, mãi mãi chỉ có người quan tâm cậu nhất mà thôi. Cho nên, hãy chăm sóc cho mình thật tốt. Hầu kết Dương Gia Lập động đậy, cố sức mà gật gật đầu.
Người nam nhân này mỉm cười, móc tệp danh thiếp của mình ra, sau đó lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Dương Gia Lập. Danh thiếp của tôi, có cần gì thì cầm lấy đi, hy vọng có cơ hội gặp lại cậu. Dương Gia Lập cầm lấy danh thiếp, chờ người nam nhân kia đi rồi, cậu mới ngẩng đầu lên, nhìn theo bóng lưng của người nam nhân kia, đưa danh thiếp lên trước mắt, nhìn kỹ. Chủ tịch điều hành công ty hữu hạn đầu tư giải trí Vinh Hải, Triệu Hướng Hải. Hết chương 16.